Bí ẩn ngôi làng phù thủy độc nhất Việt Nam ở Thái Bình. Chúng ta nghe thấy hai chữ phù thủy chắc chắn sẽ lắc đầu lè lưỡi hoặc tìm cách lảng ra vì hai chữ ấy thường mang gợi đến điều gì đó ghê gớm, ma quái dị thường. Thế nhưng, người dân xã Sòng Lãng, Vũ Thư, Thái Bình dường như lại tự hào khi được coi là ngôi làng phù thủy duy nhất ở miền Bắc, cũng có thể là duy nhất trong cả nước. Việc luyện âm binh, ma tướng hay bùa chú được thực hiện rầm rộ trong thời gian dài. Hiện giờ, người làng vẫn còn lưu truyền các phép thuật lạ kỳ như ẩn hình, hô mưa gọi gió. Ông Bùi Đức Trinh, chủ tịch mặt trận xã Sòng Lãng tổng kết: "Vài chục năm trước vùng này có rất nhiều thầy địa lý, họ đều là những thầy cao tay nhưng trước khi qua đời đã không truyền lại cho ai nên số lượng đã giảm đáng kể, chỉ còn lại chục người nổi tiếng." Theo ông Chính, Vũ Thư có nhiều thầy địa lý như vậy vì ngày xưa đây là nơi có nhiều gò sông, được các thầy địa lý gọi là đất rồng cuộn hổ ngồi có thể phát vương phát tướng. Họ quy tụ về đây để chờ thời, từ đó hình thành nên phái Hoàng Giang. Phái này gắn liền với chùa Phúc Thắng do Đạt Mạn Thiền sư đứng đầu. Nhà nghiên cứu lịch sử Đặng Hùng, hội viên Hội Sử học Việt Nam cho biết, phái Hoàng Giang thuộc đạo giáo bên Trung Quốc và được chuyển sang nước ta từ những thế kỷ đầu sau Công nguyên. Theo đó, cụ Đỗ Hoàng sống ở thế kỷ thứ 11 tại trấn Hải Dương, vùng giáp Yên Tử Quảng Ninh ngày nay, vốn là đạo sĩ, vì muốn con cháu thành danh nên đã truyền dạy đạo pháp cho ba người con trai. Nổi bật trong số đó có Đỗ Đô là người kế nghiệp chân truyền. Thấy Đỗ Đô tinh thông pháp thuật, vua Lý Thánh Tông đã mời ông tham dự triều chính và sau này phong ông là Đạt Mạn Thiền sư. Sách Văn hóa vùng đất Lạng, Hương Mần còn ghi lại khá tỉ mỉ về những việc lạ về Đạt Mạn. Thiền sư biết trước ngày vua mất nên khi triều đình chưa kịp sai người đến đón, Đạt Mạn đã lên kinh đô để trông nom thái tử. Cả hai đời vua Thánh Tông và Nhân Tông đều gọi ông là thượng phụ. Ở Vũ Thư, nghề phong thủy địa lý được xem là gia truyền. Những người hành nghề này đều tôn Đạt Mạn Thiền sư là ông tổ của nghề. Theo đó, họ hành nghề theo những công năng có được mà môn phái Hoàng Giang đã truyền thụ từ xa xưa. Chẳng biết thực hư công dụng bùa pháp, trấn yểm ra sao, nhưng thầy nào cũng khẳng định mình có thể trấn yểm bất cứ thứ gì. Từ xem tướng đất, hóa giải vận mệnh đến bùa yểm, chữa bệnh đều thông thạo. Thầy Phạm Văn Tôn ở xã Minh Lãng được gọi là thầy địa lý giỏi nhất. Ông Tôn cho rằng, pháp môn được chia thành hai phái, một thiện một ác. Thiện hay ác thì còn lương tâm của thầy địa lý. Ông Đào Ngọc Thạch hiện đang hành nghề phong thủy ở xã Xuân Hòa thì cho rằng, ngày xưa các thầy cạnh tranh nhau nhiều, ai cũng muốn cho thiên hạ biết tài năng của mình nên đua nhau luyện bùa chú và chứng minh năng lực bằng cách làm ra các trò giống như ảo thuật. Thực chất, đó là các mẹo phù phép của đạo giáo phái Hoàng Giang. Một trong những lá bùa được nói nhiều nhất ở Vũ Thư là phép ẩn hình. Theo đó, khoảng canh 3 đêm mùng 1 Tết Nguyên đán, người luyện lấy một nắm đậu đen hướng về sao Bắc Đẩu đọc thần chú 49 lần và không quên rèn luyện thêm trong các tháng. Luyện xong, dùng hạt đậu nấu chín phơi khô, khi gặp nguy nan có thể ngâm hạt đậu vào miệng. Đọc thần chú sẽ được thoát nạn vì lúc đó không ai có thể nhìn thấy hình hài của người làm phép nữa. Ông Bùi Đức Chính, chủ tịch mặt trận xã Sòng Lãng khẳng định, về cách làm bùa yểm thì chỉ cần đi theo thầy là được chứng kiến, còn hiệu quả như thế nào thì không ai biết, chỉ biết rất nhiều người đến thuê các thầy địa lý đi làm gì đó. Nhà nghiên cứu sử học Đặng Hùng kể câu chuyện của chính mình cách đây đã hơn 30 năm. Khi đó ông sang Nam Định công tác và nghe danh một thầy phù thủy đắc đạo ở huyện Giao Thủy. Một lần tình cờ, ông Hùng tìm đến xin học. Ông kể, một lần thầy bảo tôi rằng ông sẽ không còn ở dương thế bao lâu nữa, nhưng lại chưa có ai để truyền lại. Ông biết tôi đam mê nghiên cứu bùa chú nên xin phép gửi pháp thuật ở chỗ tôi, để sau này cháu đích của ông lớn lên sẽ tìm để tự học. Năm sau, ông thầy địa lý qua đời. Theo lời dặn, vào lúc nửa đêm trăng rằm, ông Hùng ra khoảng đất trống vẽ một vòng tròn bát quái, bên ngoài giải bùa và đốt nến, ở giữa đóng một cây nêu, đợi khi trăng đứng bóng thì ông Hùng phải đứng vào đúng chỗ đóng cọc đó. Mấy ngày sau, ông Hùng trở nên đờ đẫn. Mãi đến năm 1992, có người thanh niên ngoài 20 tuổi đến nhà tìm ông Hùng muốn xin lại phép thuật mà ông nội đã gửi trước đó. Sau khi xong việc, chàng thanh niên đưa cho ông Hùng một lá bùa bảo ông đốt, hòa nước rồi uống. Uống xong, ông Hùng quên hết mọi chuyện liên quan đến bùa chú, chỉ nhớ lại cách làm chứ không còn nhớ thần chú để trấn yểm nữa. Sau rất nhiều năm nghiên cứu về phong thủy trấn yểm, nhà nghiên cứu Đặng Hùng cho rằng, ở vùng đất là cái nôi của thầy địa lý như Vũ Thư, thì sau khi chọn được người kế nghiệp, thầy địa lý phải lập đàn phong ấn tín, phong đạo hiệu giống như một nghi lễ để truyền nghề. Và ngày nay, phong tục của các gia đình làm nghề địa lý vẫn được duy trì như vậy. Một trong những bậc cao niên còn duy trì là ông cụ Liễn. Cả cuộc đời gần 70 tuổi của mình, ông Liễn đã tắm mình trong thuật phù thủy và bùa chú. Hiện giờ ông Liễn đang giữ vị trí sư cả trong hội thọ đàn, gồm 7 vị cao niên đức độ được phân công để thực hiện các nghi thức bí truyền. Ông kể nhiều về vùng đất Sòng Lãng, nơi thánh tổ Đỗ Đô đã khai sinh nên phái phù thủy Hoàng Giang khoảng 1.000 năm trước. Ông cũng nói rằng thuật phù thủy không có gì xấu. Sư tổ truyền lại các phép sát phỉ, sát lỉ, sát xa chủ yếu là để trị bệnh, trị thủy, cầu an, cầu mưa. Ông cho biết, ví dụ như mùa xua đuổi chuột thì lấy cây hoắc hương đốt ở bốn góc ruộng.
Trở về nhà lấy một chiếc đũa con, đến chỗ góc ruộng bẻ chiếc đũa làm đôi, xếp hình chữ thập, dùng chân dẫm lên chữ thập đó. Đem hai đoạn đũa này đến góc ruộng khác và làm như vậy, khi làm phải đọc thần chú thì chuột sẽ không dám đến. Thần chú chủ yếu bằng tiếng Phạn được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài phù và chú, để thực hiện nghi thức tâm linh còn phải sử dụng đến các kiểu bắt quyết khác nhau. Ông cụ Liễn biểu diễn cho phóng viên xem các loại kết quyết bằng hai bàn tay hoặc hai bàn chân và giảng giải. Ngoài các quyết của Phật giáo, các thầy phù thủy ở Song Lãng còn sử dụng đến các quyết của Thái Thượng Lão Quân. Các quyết này có giá trị như một lệnh mạnh mẽ để phù và chú được thực hiện. Có khi các thầy còn thờ cả tướng trời như Triệu Công Minh, Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra để gia tăng sức mạnh của bùa chú. Ông cụ Liễn cũng bật mí rằng trước đây, các thầy phù thủy ở Song Lãng cũng từng đua nhau nuôi âm binh để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Theo đó, đối với những vị thầy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy, giúp đỡ, phá phách người dương và chống cả người âm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng binh từ đơn giản là muối gạo, bóng nổ, cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt cá, trái cây, rau quả. Ông Liễn kể, có thời các thầy đua nhau nuôi âm binh, muốn luyện âm binh phải đi tìm những nơi nghĩa địa chiến trường xưa, nơi đó mới có nhiều vong lang thang, dễ cho thầy chiêu mộ. Binh gia có rất nhiều loại, tùy theo khả năng tu luyện và phương tiện sử dụng mà thầy chiêu mộ loại âm binh nào. Phổ biến nhất vẫn là binh đại cản, binh chiến sĩ, binh ngũ hổ, ghê gớm hơn thì có binh rừng, binh tà a rặc. Mỗi loại binh có câu chú luyện riêng. Mặc dù sử dụng âm binh có nhiều tác dụng to lớn trong việc thi pháp phù thủy, tuy nhiên các thầy cũng rất cân nhắc và hạn chế dùng phép thuật này. Ông cụ Liễn nhấn mạnh, tu luyện binh gia là đang sử dụng con dao hai lưỡi không biết lúc nào bị đứt tay. Thông thường sau khi sử dụng một thời gian, các thầy làm phép cầu siêu cho chư vị để họ đi đầu thai hoặc về cõi khác tốt hơn. Ông Liên nhớ rất rõ một trường hợp cụ thể đã bị âm binh cắn trảng. Ông Hát là thầy nổi tiếng cao tay, trong các thầy thời bấy giờ, ông ấy được đánh giá là xuất sắc đấy. Ông Hát nuôi âm binh rất nhiều, thường tổ chức khao quân lớn sau mỗi trận đánh, cả làng đều biết. Thế nhưng ông ấy không giữ được giới luật, lại lạm dụng âm binh quá nhiều. Có khi còn sai khiến âm binh đi phá làng phá xóm và tạo ra mâu thuẫn hiềm khích giữa các thầy. Vì thế ông ấy bị quan tướng vật ngay ở gốc đa đầu làng. Giữa ban ngày, ông Hát bị đẩy ngã vật vào gốc đa, máu chảy lênh láng, mắt trắng dã, miệng la oai oái. Đưa về nhà, ông ấy cứ vật lên vật xuống. Người nhà bảo đưa đi bệnh viện nhưng ông ấy nhất định không chịu đi. Vài hôm sau ông ấy qua đời. Sau đấy các thầy khiếp quá nên giải tán dần âm binh quan tướng. Đến giờ này chỉ còn vài thầy dám nuôi âm binh nhưng cũng chỉ sử dụng vào mục đích tốt đẹp mà thôi. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội cho rằng, với việc yểm bùa âm binh, nếu như chúng ta dùng vào mục đích tốt và trong sáng như chấn trạch nhà cửa, bốc bát hương thì đấy là điều tốt. Tuy nhiên tôi muốn khuyến cáo là việc chấn yểm trùng tang là không nên, bởi như thế sẽ nảy sinh nhiều điều không tốt cho chính gia chủ cũng như thầy pháp. Nếu việc yểm bùa âm binh dùng vào mục đích vật chất, lợi dụng cho những điều xấu thì chính những thầy pháp sẽ trở thành nạn nhân.